Sáng ngày mùng 5 tháng 9, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà dân ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời, giải cứu 3 người và đưa đến bệnh viện, một người trong số đó đã tử vong tại bệnh viện. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ ngày mùng 5 tháng 9 tại căn nhà 2 tầng ở địa chỉ số 34 đường số 14A, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cứu ra ngoài được 3 người trong căn nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu, gồm ông Võ Tấn Đạt và hai người con. Tuy nhiên ông Đạt đã không qua khỏi cơn nguy kịch và mất tại bệnh viện. Bước đầu xác định nguyên nhân là do ông Đạt đốt các giấy tờ tại tầng trệt dẫn đến cháy. Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.